Alo, xin chào anh chị, lại là em Tâm đây. Em Tâm chuyên viên tư vấn bất động sản khu vực Nha Trang Khánh Hòa. Chào mừng quý anh chị đã đến với kênh YouTube Nha Trang Nhà Đất của Tâm. Chiều hôm nay em đang ở tại thực địa ngay thôn kinh tế mới của xã Suối Tiên thuộc huyện Nhân Khánh. Hôm nay em muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị một lô góc hai mặt tiền phía sau lưng em, cực kỳ đẹp luôn. Lô góc này là một mặt tiền đường chính, là đường hiện tại là đường rộng 9 m, rộng tầm 8-9 m, và tương lai sau này quy hoạch mở rộng 20 m, và một đường bên hông là đường rộng 5 m. Lô đất này có tổng diện tích là 221 m², sau khi trừ quy hoạch giao thông mất 34 m, diện tích thực tế sẽ còn lại là 187 m², với giá bán là chỉ có 8,8 triệu cho 1 m thôi, thì em nhân ra cho diện tích trừ quy hoạch luôn đó anh chị, là còn là 100, trừ quy hoạch là còn 187 m, nhân cho 8,8 triệu thì ra là giá là 1,650 tỷ, pháp lý sổ hồng đầy đủ. Thì hiện tại lô đất này là có sẵn 163 m² đất thổ cư, và còn lại là cây lô 5 nằm ngay khu vực dân cư luôn, rất là đẹp. Từ vị trí của em đang đứng đây cách ra đường cao tốc Bắc Nam là chỉ tầm khoảng 300 m, cách ra ngay đường Hương Lộ 39 là 500 m, cách ra ngay khu đô thị hành chính mới của Diên Khánh là tầm 5 km, và về trung tâm thành phố Nha Trang của mình là tầm 17 km đường ô tô thôi. Rất thích hợp làm biệt thự nhà vườn, rất thích hợp là để đầu tư, cũng rất là tuyệt vời luôn. Thì để quý cô chú anh chị hình dung dễ hơn thì em sẽ quay xung quanh và Tiến sẽ bay thêm vài hình ảnh là cam nhanh cao để mình xem thêm nha chị. Đây là lô đất mà ngày hôm nay em Tâm muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị. Đây nằm trên mặt tiền đường bê tông đường chính nè, đường bê tông chính là đường hiện tại là đường rộng 8 m, và sau này quy hoạch mở rộng 20 m, là một cái đường bên hông là đường rộng 5 m đường bê tông luôn. Lô đất này là hiện tại là từ đây nè anh chị thấy theo tay của em nè, lô đất của mình là đặc biệt là đã đóng cọc riêng, đóng một cái hàng cọc 2 m rõ ràng hết rồi, vuông vức trước sau rất là đẹp luôn. Thì từ vị trí này của em á, ngang qua đây á là 10 m, ngang qua tới góc đây luôn. Đây anh chị, cái góc đây là mình chừa, chủ là chừa cái lô đất chỗ ngay cái cạnh là để người ta đi thôi, chứ đất mình là đúng tới đây này đó, đúng đanh luôn, là chừa vẹt góc luôn. Ngang phía ngang trước 10 m, phía sau 10 m, phía trước là ngang khúc này là bo vẹt cho chắc tầm cỡ rồi 9,5 m bao qua hai lô nhập lại thành một đó. Thì hiện tại lô này là 221 m², và trừ quy hoạch vào đó là mất 34 m, thì mình ngang 10 mình mất vào khoảng tầm 34 m thuộc phía trong đó, và diện tích thực tế sẽ còn lại là 187 m², có 163 m đất thổ cư, còn lại là cây lô 5 và toàn bộ là quy hoạch thổ cư hết anh chị, rất là đẹp luôn đó, vuông vức trước sau. Ngay đây là ngay hiện tại là ngay khu vực dân cư. Em hiện tại là em ở đây vào 6 giờ kém chiều rồi, cho nên là chất lượng mà ánh sáng hơi yếu thì anh chị thông cảm đó. Từ vị trí của chiếc xe của em thì anh chị thấy là cái đường nó rất là rộng, cái khoảng này là một chiếc container có thể đi qua lọt luôn á đó, nếu mà đậu vị trí này. Từ vị trí tay của em á là anh chị thẳng tới là khoảng tầm 300 m á là mình sẽ tiếp giáp với đường cao tốc Bắc Nam. Thì sau này mà quý cô chú anh chị ở đây á, mình có thể đi đường cao tốc Bắc Nam về sân bay Cam Ranh, sân bay của Cam Lâm á, rất là gần. Đối với cô chú anh chị ở xe mà thích về thăm đất á, đi, sau này là đi thẳng từ sân bay mình đi tới cao tốc Bắc Nam này, mình cua về đất luôn, rất là thuận tiện đó. Trên đất là hiện tại là cho bên nhà hàng xóm trồng ít chuối, nhìn cho nó đó, cho hàng xóm nó trồng ít chuối trên đất. Đây anh chị, đường này đường 5 m luôn, đường 5 m luôn nha. Và bên hông đây là dài 22 m, mặt tiền là dài 22 m. Anh chị có nghĩ một cái lô góc rất là đẹp luôn, ngang phía trước 10 m và dài bên hông là 22 m. Thì đối với lô đất này cô chú anh chị, bên mặt bên đây nè, mặt bên hướng góc này là hướng đông, và hướng chính là hướng bắc. Thì với cô chú anh chị nào thì hợp phong thủy hướng nào thì mình có thể xây nhà theo hướng đó. Đối với lô góc thì mình được tận dụng rất là nhiều khoảng trống, với có khách tới chơi nhà thì anh chị cứ nhìn hình dung một cái con đường như thế này với ngang 22 m này, thì khách khứa mà về mình chơi là đậu ô tô rất là tuyệt vời luôn, đúng không ạ? Đó, đất ở đây rất là tốt nè, có những chuối nè. Hiện tại là em ở đây vào 6 giờ cho nên là quay á, chất lượng ánh sáng sẽ không được tốt lắm, cũng mong quý cô chú anh chị thông cảm. Em cũng quay như thế này thì để mình hình dung thực tế hơn. Đất ở Suối Tiên rất là đẹp, cách bán kính mà cách bán kính về trung tâm thành phố Nha Trang của mình 15-16 km, mà bây giờ kiếm được một cái lô góc hai mặt tiền như thế này để làm một cái biệt thự nhà vườn nghỉ dưỡng cuối tuần cũng rất là tuyệt vời đó. Giá chỉ có 8,8 triệu cho 1 m thôi anh chị à. Anh chị cũng biết hiện tại là bên Duyên Hòa, bên cái hướng bên kia bên Duyên Hòa, Duyên Lạc á, thì giá thổ cư đã rơi khoảng là tầm 10-12 triệu m rồi, mà Suối Tiên cũng rất là đẹp, đường ô tô luôn, mà giá chỉ có 8,8 triệu thôi. Tiềm năng ở đây sau này mà xong cái đường cao tốc này và Diên Khánh lên thị xã thì cái lô này em nghĩ định giá của nó phải hơn 10 triệu anh chị à, bởi vì rất là đẹp.
Và trước kia mấy cái lô chỉ có một mặt tiền người ta đã bán 8-9 triệu rồi, mà cái này là lô gốc luôn đó. Điên khu này chỉ có cái lô của mình là được chủ đất là rào cọc 2 mét đó, từ đây tới quay hết cái hàng kia, quay hết qua kia là hết hàng trụ luôn đó. Anh chị thấy xe là vẫn có trụ của mình nè, nó bao lại là 10 mét. Đất thì bằng phẳng vuông vức rất là đẹp, trên đất là trồng vài cây chuối, tại vì chủ đất anh chưa có sử dụng cho nên là cho hàng xóm trồng vài cây chuối lên, một là có cái vườn nhìn cho nó mát mắt, mình cũng thích mát đất hơn đó. Chuối rất là dễ sống, đất ở đây rất là tốt nè, thích hợp cho quý cô chú anh chị nào làm một nhà vườn thì rất là tuyệt vời đó. Một trái bắp chuối rất là to luôn đó. Xung quanh đây thì dân cư ở rất là nhiều nè anh chị, hầu như khu vực này là có nhiều biệt thự nhà vườn ở rất là nhiều. Con đường này là con đường chính của thôn kinh tế mới. Anh chị nào mà hay theo dõi kênh YouTube của em thì chắc không lạ gì con đường này, tại vì trên đây là em cũng đã bán nhiều lô rồi và khách mua ở đây hầu như có lời hết, bởi vì gần Nha Trang, gần trung tâm hành chính mới của Diên Khánh nữa, mà đường hiện tại là đường 8m và sau này quy hoạch mở rộng 20m luôn đó, mà giá là chỉ có hiện tại là 8.800.000 cho 1m thôi, cực kỳ tốt. Giá này qua năm là vẫn còn tăng nữa nè anh chị à. Anh chị nào mà mua để dành biệt thự, là biệt thự á, gần muốn gần Nha Trang là biệt thự á, thì đây là một lô đất rất là tuyệt vời. Bởi vì cách Nha Trang 17 km, nhưng mà đường rộng lắm, đường từ đây về Nha Trang là đi ra đường Hương Lộ 39, thông ra đại lộ Võ Văn Kiệt là về thẳng Nha Trang mình luôn. Khu vực xung quanh đây là dân cư ở hết rồi, nhiều anh chị à. Đó, hầu như nhà dân ở bên đây là cũng đều có nhà ở hết. Với một lô gốc này thì quá tuyệt vời luôn. Một mặt tiền quy hoạch 20m và một mặt bên hông là rộng 5m luôn. Đường bên hông 5m là hai ô tô tránh được nhau luôn á. Đó, anh chị thấy không? Với một cái lô đất anh chị hình dung mà khi xây một cái biệt thự nhà vườn căn gốc như thế này thì anh em bạn bè khách khứa mà có ô tô á thì đậu trong cái đường 5m đó nha, là hai anh chị nghĩ ôm cái lô đất của mình ôm ngang cái mặt tiền nó tới 20m đó thì ô tô đậu rất là thoải mái luôn và cực kỳ thông thoáng. Đó anh chị thấy không? Xung quanh đây là lô đất của mình là toàn dân cư ở rất là nhiều. Và đặc biệt là chỉ có lô mình là rào cọc thôi. Rồi, để em sẽ bay thêm vài hình ảnh lên cam trên cao để quý cô chú anh chị hình dung dễ hơn nha. Đây anh chị, với góc bay live cam này em sẽ bay bán kính một vòng quanh vị trí của lô đất để quý cô chú anh chị là nhìn từ trên cao xuống hình dung được dễ hơn. Đó, xung quanh là anh chị thấy là khu vực này có rất là nhiều nhà vườn nè, đất bằng phẳng rất là đẹp, xung quanh là có rất là nhiều vườn trồng cây cối. Ở khu vực này là người ta trồng xoài nhiều anh chị. Đó, lô gốc của mình là vuông vức trước sau luôn, nằm ngay mặt tiền đường bê tông, hiện tại là rộng 8m và sau này quy hoạch mở rộng 20m. Và bên hông là một căn gốc, lô gốc bên hông là một đường 5m đi vào bên trong. Đó, xung quanh có rất là nhiều nhà vườn. Và đặc biệt là nhìn từ trên cao xuống là anh chị thấy là khu vực xung quanh là không lỗi, không dính mộ. Ngay khu vực dân cư, đường hiện tại là đường 8m, hai ô tô tránh nhau. Đó, thẳng hướng đó là hướng đi ra Hương Lộ 39 luôn anh chị. Xung quanh bao bọc cây cối rất là nhiều, rất thích hợp để mua để dành đầu tư hoặc là để làm nhà vườn. Rất là đẹp luôn. Đó, rất là thoáng mát. Đó, thì nãy giờ em cũng đã quay review xung quanh và cũng như bay vài hình ảnh là cam trên cao. Thì quý cô chú anh chị cũng đã hình dung được về vẻ đẹp mà lô đất ngày hôm nay em Tâm muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị rồi, đúng mà. Với bán kính mà cách Nha Trang có tầm 16-17 km, cho một lô gốc, hai mặt tiền. Một mặt tiền đường hiện tại là đường hai ô tô tránh nhau, đường 8m và sau này quy hoạch mở rộng 20m. Và mặt tiền đường bên hông là đường 5m luôn, có sẵn thổ cư. Xung quanh rất thích hợp làm nhà vườn, mà giá là chỉ có 1.650.000.000 thôi. Rất thích hợp cho quý cô chú anh chị mua để dành đầu tư nè, làm biệt thự nhà vườn cũng rất là tuyệt vời. Đó, quý cô chú anh chị nào có quan tâm tới lô đất này thì hãy gọi cho em với số điện thoại là 0899909339. Em Tâm sẽ xin mời anh chị đi xem đất thực tế cũng như là hỗ trợ tư vấn pháp lý cho anh chị nếu anh chị quan tâm tới sản phẩm này ạ. Tâm biết ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi đoạn clip của Tâm. Tâm mến chúc quý anh chị luôn nhiều niềm vui, luôn nhiều sức khỏe và đặc biệt luôn thành công trong những thương vụ đầu tư của mình. Tạm biệt quý tất cả mọi người.